Sáng nay, đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm chúc mừng Hội đồng sư phạm trường Trung học cơ sở Liên Bảo và trường Trung học phổ thông Trần Phú, thành phố Vĩnh Yên nhân kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Cùng dự có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên. Ghi nhận và biểu dương những kết quả của trường Trung học cơ sở Liên Bảo đạt được thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An nhấn mạnh đến truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và luôn quan tâm đầu tư cho học tập của nhân dân Vĩnh Phúc và mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy những thành tích đạt được trong giảng dạy và học tập. Mỗi thầy, cô giáo luôn giữ lửa nhiệt huyết, gắn bó với nghề, được học sinh và phụ huynh quý mến. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thông tin một số định hướng về phân luồng học sinh sau trung học cơ sở của tỉnh thời gian tới, để Vĩnh Phúc là một trong những địa bàn đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho cả nước và khẳng định quyết tâm của tỉnh trong việc đầu tư cho giáo dục đào tạo, đảm bảo để tất cả con em Vĩnh Phúc được đến trường, được học tập trong môi trường tốt nhất. Tới thăm, chúc mừng cán bộ, giáo viên trường Trung học phổ thông Trần Phú, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An đánh giá cao những thành tích của ngôi trường Trung học phổ thông đầu tiên của tỉnh mang tên Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng qua bề dày truyền thống gần 80 năm xây dựng và phát triển. Đồng chí đề nghị mỗi thầy, cô giáo không ngừng nỗ lực rèn luyện, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của Vĩnh Phúc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đến sự quan tâm của tỉnh đối với các lĩnh vực an sinh xã hội, trong đó tập trung đầu tư toàn diện cho giáo dục đào tạo bằng nhiều chủ trương, chính sách, điển hình như chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh. Đây là một chính sách rất là tốt của tỉnh của chúng ta để cùng với phụ huynh học sinh góp phần giúp cho các gia đình có điều kiện kinh tế được tốt hơn để phục vụ cho sự nghiệp dạy và học, sự nghiệp đào tạo con em của chúng ta. Sự quan tâm của tỉnh đối với cái sự nghiệp giáo dục đào tạo thì các thầy các cô thông qua cái chi tiết này cùng thường xuyên là nhắc nhở cho học sinh để chúng ta thấy là sự quan tâm rất là lớn lao, từ đó là động viên các em là cố gắng vươn lên trong học tập. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trường Trung học phổ thông Trần Phú xây dựng kế hoạch tiếp nhận và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất công trình trường Trung học phổ thông Trần Phú tại địa điểm cũ đã được tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại để phục vụ dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xứng danh ngôi trường mang tên Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.